Hello, hello, xin chào các bạn đến với Thuận Capital Hôm nay nay chúng ta không có nhiều thông tin Cho nên tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ Đọc lại những bài viết phổ biến và được nhiều người yêu thích Trên trang web Thuận Capital.com Với các bạn Và đây là những cái bài viết mà được chia sẻ bởi những admin Và cũng là một cách mà các bạn có thể tiếp cận được Những bài viết này nếu như bạn không có thói quen Đọc những bài viết trên trang web của Thuận Capital.com Và chúng ta sẽ bắt đầu với bài viết đầu tiên ngày hôm nay Trong nhiều bài viết đó chính là Bitcoin Kho lưu trữ giá trị được viết bởi admin Nguyễn Hoàng Trọng. Bitcoin kho lưu trữ giá trị là một ý tưởng về một hệ thống lưu trữ tài sản bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử của loài người tìm ra được một hệ thống tiền điện tử, một hệ thống chỉ với 21 triệu đồng. Thì với cái cơ chế giới hạn chỉ 21 triệu đồng, nên đến khi phát hành xong đó, đồng tiền cuối cùng Bitcoin sẽ không còn lạm phát. 10 năm qua Bitcoin lạm phát là 10,3% vàng lạm phát là 15, phần và Bitcoin chỉ lạm phát 0,1 phần trăm sau 100 năm mức độ lạm phát sẽ được giảm dần theo thời gian và sau đó sẽ trở về con số 0 vào năm 2140 Đây là cái mức chuẩn đó mà thôi nhiều năm về trước người ta thường nói đến Bitcoin ở vai trò là một đồng tiền dùng để mà thanh toán ngang hàng nghĩa là giữa người với người không thông qua trung gian thứ ba cho nên chúng ta mới có những câu chuyện như là dùng Bitcoin để mua bánh pizza mua sushi mua phở vân vân Bây giờ thì đương nhiên chúng ta vẫn có thể dùng Bitcoin để mua được những thứ đó, không có gì thay đổi hết, ngược lại còn mua được cái số lượng nhiều hơn, nghĩa là cái sức mua của Bitcoin đã tăng theo thời gian. Nhưng mà tại sao trong năm 2020, năm 2021, chúng ta lại ít nghe nói từ cộng đồng hay là truyền thông nhắc đến Bitcoin là một đồng tiền dùng thanh toán, nhưng mà thay vào đó, chúng ta lại nghe nói là Bitcoin có một cái tên gọi khác là vàng điện tử hay là digital gold hoặc là kho lưu trữ giá trị, store value. Mình biết đến năm 2016, năm 2017 đó, chúng ta cũng đã từng nghe nói về Bitcoin là vàng điện tử, là nơi đi lưu lại giá trị, nhưng mà ở thời điểm đó đó ít ai thực sự hiểu và tin đó là sự thật. Phần lớn vẫn nghĩ và tin Bitcoin sẽ thay thế tiền giấy của ngân hàng và bạn có thể dùng Bitcoin để mua bán trao đổi hàng hóa tự do mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Bước ngoặt của Bitcoin, thế thì tại sao năm 2020 này Người ta lại nói nhiều về Bitcoin là nơi lưu trữ giá trị Store of value Bạn có thật sự hiểu lưu trữ giá trị là gì hay là không? Chúng ta sẽ có bài phân tích để nói rõ về điều đó Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích những cái video như thế này Thì bạn đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là telegram channel facebook và twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất chúng ta bây giờ hãy trở lại và tiếp tục nói về câu chuyện của bitcoin là kho lưu trữ giá trị là vàng điện tử bắt đầu chúng ta sẽ nói về michael saylor một cái tên mà đang rất nóng và rất quen thuộc đang được thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết từ Bitcoin lan tỏa khắp thế giới bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2021 này, sau khi Michael Saylor tiếp cận và tìm hiểu Bitcoin là vào tháng 4 năm 2020, sau có đợt dịch bệnh làm các thị trường tài chính bị sập nhanh chóng, thì chỉ sau một thời gian, khoảng là tháng 8 năm 2020 thì Michael Saylor của công ty Michael Strategy đã bỏ tiền túi khoảng 175 triệu đô la để sở hữu tổng cộng là 17.000 732 Bitcoin với giá trung bình là 9.882 đô la cho một đồng Bitcoin. Và sau đó không lâu đó thì chính công ty của Michael Saylor là công ty Michael Strategy cũng đã mua thêm hơn 38.000 Bitcoin. Nhưng đến tháng 12 năm 2020, công ty lại gây sốc khi mà đi vay nợ bằng cách là phát hành trái phiếu để mua thêm 650 triệu đô la Bitcoin với cái giá trị trung bình là 21.000 925 đô la cho một đồng Bitcoin. Tiếp theo đó là mở màn năm 2021 này với cái lần huy động nợ bằng cách là phát hành trái phiếu có quyền chuyển đổi lần thứ hai với tổng số tiền huy động lên tới 1,1 tỷ đô la. Thu mua tổng cộng là 19.452 Bitcoin với giá trung bình là khoảng 52.000 đô cho một đồng Bitcoin. Và chưa tính những cái đợt mà mua riêng lẻ như là 10 triệu, 15 triệu khi mà công ty có tiền mặt chuyển đổi thành Bitcoin Thì tại sao chúng ta lại cần phải hiểu cái quá trình thu mua của Michael Saylor dây đặc mới đây Vì đó là cái bước ngoặt của cộng đồng crypto Đặc biệt là Bitcoin được nâng lên một tầm cao mới Trước đó là năm 2016 và năm 2017 người ta thường gọi Bitcoin là vàng điện tử Nhưng mà cái khái niệm mơ hồ đó chưa có đủ cái sức thuyết phục Vì nó chỉ dừng lại cái mặt ý tưởng mà thôi Và chúng ta chưa có một trường hợp cụ thể nào đứng ra để mà trích dẫn đây là cái lý do tại sao mà Bitcoin được coi là vàng điện tử cho đến khi Michael Saylor bước ra và tuyên bố chúng tôi đã thu mua Bitcoin để lưu lại giá trị công ty để chống lại lạm phát và để bảo toàn nguyên vẹn sức mua của tiền điện tử sau 100 năm. Chúng ta gọi đó là bước ngoặt cho thị trường vì đã có một CEO của một công ty đã lên sàn chứng khoán lên tiếng và hành động chứng minh là họ đã mua Bitcoin để lưu lại sức mua của công ty. Tới đây đó thì có thể các bạn sẽ thắc mắc Thế thì có gì hay cũng như là chúng ta mà thôi Ông ta mua hay là công ty Michael strategy chỉ mua Thì cũng giống như là bao người khác cũng mua Xong rồi đợi giá tăng lên rồi bán mà thôi Thì có gì khác biệt đâu Tại sao mọi người lại quan trọng cái việc là công ty Michael Strategy Thu mua Bitcoin lưu lại trong ngân sách công ty Thì chúng ta hãy phóng ra tầm nhìn và đặt mình trong cương vị của một CEO Đang có dư 500 triệu đô la tiền mặt trong ngân sách công ty Và cái số tiền dư đó đó không làm gì cả khác với đầu tư riêng lẻ các quỹ lớn và các công ty đó thì họ thường hay có một cái số tiền mặt rất lớn trong ngân khố công ty để mà dự trữ dài hạn đó là cái số tiền dư ra hoặc từ hoạt động của công ty và không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài và thường nó họ sẽ lưu trữ bằng đồng đô la khi mà chúng ta chưa có làm giàu đó chúng ta sẽ rất khao khát để mà được làm giàu nhưng mà khi mà các bạn đã giàu rồi đó thì câu hỏi lại khác đi một chút là câu hỏi đó sẽ là làm sao để các bạn có thể bảo vệ và giữ gìn được cái sự giàu có của mình mãi mãi thì lạm phát là một con sâu âm mỹ ngày đêm âm thầm ăn vào giá trị của cái số lượng tiền mà các bạn đang nắm giữ và khi mà các bạn càng có nhiều tiền càng nắm giữ nhiều tiền thì cái nỗi lo đó thì càng lớn lên đó là một cái vấn đề lớn đã tồn tại từ rất lâu trong hàng trăm năm qua khi mà cục dự trữ liên bang của hoa kỳ đã bỏ đi cái sự kết nối giữa đô la và vàng và tự do in tiền để phát hành ra công chúng. Đương nhiên là Fed có bản cân đối tài chính riêng của họ và họ rất là khôn ngoan để biết in đủ số lượng cần thiết cho một mức độ lạm phát có thể chấp nhận được hàng năm để không làm phá vỡ nền kinh tế. Thì bây giờ chúng ta hãy hiểu thêm về lạm phát thì Fed hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã thành lập vào năm 1910 nơi mà đã phát hành đồng đô la đầu tiên với cái sức mua tương ứng là 100%, thì sau hơn 100 năm vẫn là một tờ đô la đó, bạn đã bị mất đi giá trị hầu như là 99% của sức mua. Nghĩa là năm 1910, bạn dùng một đô la đó có thể mua được 100 quả trứng gà, nhưng đến năm 2020, bạn cầm một tờ đô la đó nhưng chỉ mua được một quả trứng gà mà thôi. Đây đương nhiên chỉ là một cái ví dụ, và trong cái ví dụ này bạn đã mất đi 99 quả trứng gà kia, Tại sao vậy? Ai đã lấy cắp đi từ tuổi của bạn 99 quả trứng gà? Thì với cái việc mà Fed in tiền điều đặn qua các năm Thì có nghĩa là nhiều tờ giấy 1 đô la đã được in ra thêm và đưa vào trong thị trường Nên làm pha loãng đi tờ giấy 1 đô la trong tay của bạn Để lấy một ví dụ khác đi Để nấu gạo thành cơm, bạn cần một lượng nước đủ để cơm ngon Nhưng mà bạn cứ đổ nước vào liên tục Mỗi 5 phút đổ thêm, mỗi một chút lại đổ thêm nhiều nước nữa thì một tiếng sau nồi cơm của bạn sẽ trở thành nồi cháo và đương nhiên khi mà múc ra một chén cơm hay là một chén cháo các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt thì cái chén nào các bạn ăn được nhiều gạo hơn. Đó là cái quy tắc hoạt động của thị trường tài chính với một cái thuật ngữ được gọi là lạm phát. Cầm một tờ đô la để mà đi chợ thì sau một thời gian dài sẽ mua được ít đầu hơn và không chỉ riêng về Hoa Kỳ, tất cả các quốc gia trên thế giới đều hoạt động theo cái cách tương tự. Có nước phần trăm lạm phát cao hơn, có nước phần trăm lạm phát thấp hơn nhưng mà về lâu dài tính bằng chục năm hay là vài chục năm đó đồng tiền pháp định hay còn gọi là fiat sẽ trở nên mức giá giá trị giảm theo thời gian thì nói tới việt nam thì việt nam công bố chính thức lạm phát với danh nghĩa là 4% mỗi một năm thì các bạn nghĩ như thế nào các bạn thấy được là một cái ví dụ là lúc mà mình đi ăn dĩa cơm khi còn học tiểu học đó giá dĩa cơm đó là 2.000 đồng việt nam sau mười mấy năm trôi qua, lại đúng cái quầy cơm đó, vẫn cơ sở vật chất như là cũ, vị ngon cũng như cũ, miếng thịt cũng như cũ, cô bán cơm cũng như cũ. Thì hầu như sau mười mấy năm, quán cơm không có thay đổi gì về cơ sở vật chất cũng như là chất lượng, sản phẩm cũng như vậy, miếng thịt cũng không có to hơn. Tất cả đều giống y nguyên như là lúc mà mình còn nhỏ mua một dĩa cơm với giá 2.000 đồng Việt Nam. Nhưng mà năm 2021, mua dĩa cơm với chất lượng tương tự như lúc còn học tiểu học giá bây giờ đã là 25.000 đồng Việt Nam. Như vậy thì các bạn cứ nghĩ thử xem là lạm phát thực tế là bao nhiêu. Có giống như con số 4% mỗi năm như là nhà nước đề cập tới hay là không. Lưu trữ nguồn năng lượng sức mua. Thì nếu như bạn có 100 triệu đô la thì có bao nhiêu cách để bạn lưu trữ lại giá trị sức mua đó. Mà 100 năm sau bạn vẫn có thể giữ được 100 triệu đô la sức mua tương ứng. Khó hiểu đúng không? Thì lấy một ví dụ đơn giản đi là hồi học tiểu học mình cầm 2.000 đồng Việt Nam đi mua dĩa cơm tắm thì sau 100 năm mình vẫn có thể cầm tờ 2.000 đó đi mua một dĩa cơm mà mình đang ăn trong quá khứ mà không cần phải trả thêm tiền thì hiện tại có bao nhiêu cách để bạn lưu trữ lại giá trị trước hết chúng ta hãy nói tới tiền mặt tiền mặt hay chúng ta gọi là tiền giấy hay là cái tiền điện tử trong ngân hàng các bạn thì sau 100 năm chúc mừng bạn bạn sẽ mất hơn 90% giá trị của 100 triệu đô la đa số người nghèo và người trung lưu đó họ thường không có tích lũy nhiều tài sản mà lưu hết giá trị tại tiền mặt đó là cái lý do làm họ càng ngày càng kiệt quệ theo thời gian chúng ta vừa nói tới tiền mặt chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đem nói tới vàng đi thì người Việt Nam đã trải qua tất cả là rất là nhiều đợt chiến tranh và nhiều đợt thay đổi tiền tệ gần nhất là giải phóng miền Nam năm 1975 khi mà giải phóng miền Nam chính quyền mới có chính sách đổi tiền giấy từ hệ thống cũ sang hệ thống mới và đương nhiên là cái giá trị trao đổi nó thấp hơn rất là nhiều và khi mà được đổi sang hệ thống tiền mới đó thì cái giai đoạn lạm phát lúc đó cũng rất là kinh khủng thường là trên hai con số trong một năm đó cũng là lý do tại sao mà cái thời kỳ đó nhiều dân muốn mua bán những vật có giá trị thì họ thường quy đổi ra vàng hoặc là đô la lý do là tại vì họ thiếu lòng tin và cái độ mất giá quá cao đối với tiền pháp định thời bấy giờ đó nghe đâu những câu chuyện như là mua một chiếc xe Honda Dream 67 cây vàng là một câu chuyện rất là bình thường với việc cầm 100 triệu đô la thu mua vàng vật lý thì ít nhiều gì cũng rất nặng nhọc và mệt mỏi chưa tính đến những cái chuyện như là kiểm tra chất lượng thuê kho lưu trữ để mà bảo quản Người Việt Nam hay gọi là vàng cây người Mỹ đó thì họ ít mua vàng cây họ thường mua vàng giấy hay là vàng thông qua những quỹ đầu tư như là ETF Nói tới vàng đó thì vàng khó đào là có thật nhưng mà cái việc là vàng có giới hạn hay không thì không ai biết được Năm nào các bạn thấy là người ta cũng cầm máy đi đào vàng Những công ty đào vàng vẫn tổng số lượng vàng được đào ra hàng năm Vậy thì bây giờ trên thế giới là khoảng 190.000 tấn vàng đã có mặt Thì ai có thể thống kê được chính xác cái số lượng vàng từng được đào Và hiện tại còn lại bao nhiêu Các bạn có nghĩ đi, tất cả chỉ đi dự đoán mà thôi Một cách tương đối Giống như là các bạn giấu 100 cây vàng dưới gầm giường Nhà của các bạn thì có ai đếm được không Hồi năm 1975, nhiều người Việt Nam đi vượt biên đó, họ làm rớt vàng trên biển hay là họ làm mất vàng. Thì cái số vàng đó rớt xuống dưới biển, rớt xuống đáy đại dương thì có ai thống kê được không? Biết đâu là trên thế giới này còn ngọn núi nào có chứa rất nhiều vàng mà loài người chưa khám phá hết ra. Cho nên các bạn thấy được là vàng khó đào là thật, nhưng mà cái sự giới hạn là bao nhiêu và hiện bây giờ có bao nhiêu vàng rất khó thống kê. Và khi mà các bạn muốn rời khỏi Việt Nam các bạn định cư sang Mỹ đi thì cái số vàng giá trị là 100 triệu đô la thì đó là một cái kế hoạch rất nhức đầu làm sao các bạn có thể đem đi được nhưng mà chúng ta nhìn lại dòng lịch sử vài nghìn năm qua của vàng thì nó đã làm rất tốt cái việc lưu trữ lại giá trị cho loài người mặc dù là còn nhiều ưu điểm nên đó cũng là lý do tại sao mà thị trường vàng hiện bây giờ có giá trị lên tới chẩn đoán là 11.000 tỷ đô la và với cái việc là những cái thợ đào họ có thể đào thêm mỗi năm cho nên lạm phát vẫn có mặt ở thị trường vàng và chắc chắn sau 100 năm thì cái sức mua của bạn sẽ bị hao hụt phần nào Tuy nhiên vẫn an toàn hơn là các bạn lưu trữ tiền mặt rất là nhiều lần thì chúng ta đã nói tới tiền mặt chúng ta đã nói tới vàng làm sao để các bạn có thể là lưu trữ 100 triệu đô la sử dụng vàng dùng tiền mặt thì kết quả như thế nào Bây giờ chúng ta hãy nói tới bất động sản đi bất động sản là một loại tài sản cực kỳ phổ biến tại Việt Nam chỉ đứng sau vàng thì bất động sản ngoài các bạn có thể là ở được cho thay được hoặc đơn giản hơn là mua xong để đó vài năm sau đó thì vẫn tăng giá như thường nên như người cho đây là một kênh đầu tư khá an toàn và mang được cái lợi nhuận tốt cho Việt Nam hiện tại vậy thì chúng ta thử bỏ 100 triệu đô la vào bất động sản đi và chúng ta sẽ mua đất ở quận một ở Sài Gòn cho dễ hiểu thì các bạn thấy là sau khi mua thì ra công chứng, sang tên sổ đỏ. Câu chuyện bắt đầu tại đây Khi mà các bạn nhìn vào sổ đỏ Thì các bạn thấy gì? Đó là tờ giấy mà nhà nước cấp quyền cho bạn sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chứ không phải là giấy chứng nhận sở hữu đất Đây là cái sự khác biệt Thì các bạn thấy là các cuộc chiến tranh Qua các thời kỳ trên thế giới đã cho chúng ta nhiều bài học Về sự tranh giành tài sản Khi một quốc gia xâm lược một quốc gia khác Họ muốn gì? Họ muốn tài nguyên, sức lao động và cả đất nữa. Cho nên giá trị sử dụng đất của người dân trong đất nước đó phụ thuộc vào sức mạnh bảo vệ đất nước của quốc gia đó đây là một cái chủ đề nhạy cảm cho nên các bạn phải tìm hiểu thêm bằng cách là lên trên mạng tìm thêm nhiều thông tin chúng ta sẽ không đề cập quá sâu về cái vấn đề này ở đây và cùng với câu chuyện đi mỹ mà chúng ta mới vừa nói tới bây giờ chúng ta chuyển qua là câu chuyện cũng đi mỹ nhưng mà cần phải đi gấp thì các bạn muốn bán hết 100 triệu đô la bất động sản và chuyển đồng đô la qua mỹ thì đây là một chuyện rất là nhức đầu các bạn phải nhờ những người môi giới một phen đây có thể là thanh thoảng hết cái số bất động sản ở vùng 1 của các bạn nên nhớ là các bạn mua đất ở buồng 1 trong cái ví dụ này, một trong những nơi mà mua bán rất nhanh và rất tốt Việt Nam. Các bạn thử đoán xem bao lâu mình mới bán xong, không ai biết được nhưng mà mình nghĩ là không có nhanh. Thì với bất động sản đó, ở Mỹ thì có một yếu tố rất đau đầu với cái nhà đầu tư, đó chính là thuế đất. Chính phủ Mỹ thường đánh thuế 2-5% tùy theo là tiểu bang nào và thành phố nào sẽ có cái mức khác nhau và đương nhiên là cái mức tăng giá hàng năm bất động sản cũng rất là ấn tượng ở Hoa Kỳ nhưng mà một lần nữa cho dù là ở Việt Nam hay là ở Hoa Kỳ bất động sản rất khó để mà mang đi cái tính thanh khoản rất là chậm nhất là khi các bạn so với cái loại tài sản khác phụ thuộc vào cái độ vững chắc của hệ thống quốc phòng quốc gia để mà bảo vệ tài sản cho người dân chúng ta đã nói về vàng chúng ta nói về tiền mặt chúng ta nói lưu trữ giá trị thông một bất động sản chúng tôi bây giờ hãy nói tới lưu trữ 100 triệu thông một cổ phiếu thì như thế nào thì đối với cổ phiếu nếu như mà bạn lưu hết giá trị vào cổ phiếu các công ty lớn hay còn gọi là blue chip thì rủi ro về điều hành, rủi ro về cạnh tranh và rủi ro về pháp lý là không ai biết được cho 100 năm sau và không ai biết được là 100 năm sau công ty đó có còn tồn tại và phát triển hay là không Các bạn thấy được là hiện bây giờ chúng ta nhìn vào những công ty trên thị trường chứng khoán thì bao nhiêu công ty đã tồn tại hơn 100 năm và hiện tại các công ty lớn đã có quỹ tiền mặt dồi dào và lưu trữ giá trị nhiều thông qua những cổ phiếu và họ đang cần tìm một cái kênh khác để có thể đa dạng hóa để mà ưu việt hơn cái việc mà lưu trữ giá trị công ty thì chúng ta nói tới cái điều kế tiếp đó chính là lưu trữ 100 triệu thông qua Bitcoin thì đây là một cái ý tưởng về một cái hệ thống lưu trữ tài sản lâu dài bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử loài người tìm ra được một hệ thống tiền điện tử một hệ thống chỉ có 21 triệu đồng mà thôi thì với cái cơ chế là ở cái giới hạn là 21 triệu đồng nên đến khi mà phát hành xong đồng cuối cùng Bitcoin sẽ không còn lạm phát. 10 năm qua Bitcoin lạm phát là 10,3%, vàng lạm phát là 15,1% và sau này Bitcoin chỉ lạm phát 0,1% sau 100 năm. Mức độ lạm phát sẽ giảm dần theo thời gian và sau đó sẽ trở về số 0 vào năm 2140.